cả nhà của mình sẽ đi ra ngoài nhà thờ để làm lễ rửa tội cho con của Thúy với lại Rene với lại con của Mimi á mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi ra ngoài đó, rồi sau đó sẽ đi ăn tiệc nữa, rồi mình sẽ quay phim và chia sẻ lại với mọi người cùng xem cái bữa tiệc cùng xem cái buổi rửa tội ở bên Pháp như thế nào nhá. Hồi trước thì mấy đứa con Dân thì Dân không có quay phim, Dân không có làm vlog với mọi người, nên Dân không có chia sẻ được mấy cái này. Thì hôm nay thì Dân sẽ chia sẻ với mọi người lại cái buổi rửa tội của cháu Dân, rồi chia sẻ mọi người xem ở bên Pháp nó sẽ họ rửa tội như thế nào ở trong nhà thờ lớn nha. Rồi bây giờ tới rồi, bây giờ chuẩn bị đi vô đi, nắm tay mẹ nè. Trời ơi, tao nói công chúa của tôi. Ủa chị Hồng cũng vlog hả chị Hồng? TikTok hả? Dạ, em mới sang em về Việt Nam hồi hồi em mới qua được 2-3 tuần gì đó. Dạ. Thì tại vì em mới đi lên rửa tội, con nắm tay em lên cho nó đừng sợ, nó đừng khóc. Cái mà chị đã nắm lên. Nắm tay em. Đi đi, đi, con đi thẳng đi, đi mạnh dạn đi thẳng lên. Rồi mọi người ơi, cả nhà vô đây là đứng đợi rồi. Bây giờ mọi người tới hết rồi. Ơi mẹ nghe gái sao? Ồ nó lông quá hả? Được thôi để chiều mai mẹ cắt cho con nha. Chút nữa về mẹ cắt cho. Rồi vô rồi nè. À về qua bí xin lại bắt tay tôi cái coi nè. Hiểu tiếng Việt Nam không chị? Lại bắt tay tôi cái nè. Bắt tay cái. Bắt tay đi bonjour. Bonjour monsieur. Ô là trời đất ơi, quỷ thần ơi. Ôi là trời ơi, đẹp trai quá vậy ta. Rồi, mọi người tới rồi đông đủ rồi. Đi, đi với chị đi, con đi với chị đi. Đi đi, con đi với chị, nắm tay chị. Đi, đi với chị nè. Em mắc cỡ. Mắc cỡ thì nắm tay mẹ. Đi mẹ hả? Rồi, đi. Ồ, bonjour. Oui. Je suis désolé, je ne vis pas. Đi Machida nắm tay nè. Bây giờ thì mình đi ra ngoài chụp, mình đây mình chụp hình, chụp ở ngay Mary được mọi người ơi. Rồi nè Machida, dòm đây con. Dòm đây, dòm đây. Bây giờ nè, bây giờ nè. Chị Charles, regarde là. Regarde là. Charles, regarde là. Là, là, là. 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 Nhìn thẳng đây nè. Ông không biết bấm kênh nữa nha. Con ơi đừng có đi lại đó như chừng té nha. Mateo đâu anh? Milan non, tata di non. Đi rồi, chuẩn bị tập trung. Hôm nay rửa tội chung cái đoàn này tới 100 người luôn nè mọi người. Hôm nay là 3 đứa rửa tội. Nè.
parents, c'est vous. Oui. Les parents sont. Voilà. Et je vais vous proposer, comme je viens de loin, bon, pas tellement loin de Toulon, mais on ne s'est pas dit avant. Il y a la première famille qui prend la première lecture. Et vous, je vais vous proposer un psaume. Donc, vous pouvez. Nè, mà chị đã xếp vô đây cho em ngồi đi. Oui, tu veux? Oui. Nhà mình ngồi đây, vô anh, vô đi. Ngồi đây mát nè. Ô, có cái máy quạt rồi, ngồi đây, có cái máy quạt à la piscine. Je te baptise au nom du Père et du
Mình có đi theo không anh? Mình ở đây hay là đi theo? Giờ người ta đi lại ngay chỗ đó để chân đèn. Mà chị đã chết rồi. Đây nè nè nè, má chít má chít. Con đi đi được cái đường ngoài đây là được rồi. Mà tôi đi cái đường ở ngoài nè, sao ba chị nó đi cường kỳ kỳ á. Dạ bọn mình có xu em bỏ cho người ta, còn có thôi chị không sao, nó không có ép. Trời ơi, khổ thân trách nhiệm nặng nề quá. Machida. Kìa, đợi đi. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ mình đi ra ngoài chụp mấy tấm hình gia đình nữa, rồi là chuẩn bị đi lại nhà hàng ăn. Rồi bây giờ tới nhà hàng ăn, mọi người đứng đợi nô tới. Rồi bây giờ cái rè sạc về trước rồi cái bàn này.
Mà, dân dân đâu? Đây là bàn của con nít. Rồi, cái này là cái phòng đặc biệt dành cho nhà mình thôi mọi người, mà đặt bàn này nè. Cái này là bàn riêng cho mấy đứa nhỏ, nó để mấy cái đồ chơi quá trời. Bà này để bên đây rồi sao nó ăn trời ơi. Nhỏ nó chơi rồi. Mato. Cái này là cái nhà hàng ở trong cái khách sạn luôn mọi người. Cái này là cái sàn này là dành đặc biệt cho mình thôi. Giờ đây nó mát. Cà đô mà chết hả? Cà đô anh đi về xem mà chết hả? Còn mà chết nói gì? Nó gửi ra. Dán coi chừng nghẹt, chừng vô cái lỗ mũi em á. Rồi. Nào đưa quay phim coi. Trời ơi đẹp trai dữ vậy ta. Ở cái râu này hợp với anh đó anh. Trời cái râu này nó đẹp hơn nè. Cái này hợp với khuôn mặt. Ừ thiệt á. Ăn đi con Machida, ăn đi nha. Ăn gì vậy? Trời ơi hấp dẫn quá vậy ta. Wow, cái phần của ma chết đảo quá nha ha. Ăn đi. À, tô xí hả? Tết cho chị quay cái nha. Vas-y, bois un peu d'alcool, vas-y, bois un peu d'alcool, c'est bon, vas-y. Vas-y, allez, Richa. Charlie, rien à toi là.
Ủa sao tự nhiên của con? Nó bị xin đấy. Nó đưa lại chơi chơi cho bỏ vô. Matteo, mắc cỡ rồi. Rồi vô nè. Oh. À. Mi Lam lại đây con. Đi xích ra ẩm đó nè, ẩm đó thôi. Đứng đứng vô trong này, Mi Lam đứng vô trong đây con. Em hiểu luôn rồi. Rồi mọi người ơi, cả nhà của Giang đã đi ăn rửa tỏi xong rồi. Bây giờ ăn cái rửa tỏi là từ sáng tới tối. Xong bây giờ thì Giang chào tạm biệt mọi người. Chút nữa cả nhà mình đi biển sẽ chia sẻ với mọi người nha. Cái video đi biển sau nha. Bây giờ thì cái video rửa tỏi tới đây là kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp những video tiếp theo.